Tôi muốn kể một câu chuyện rất là bi thảm và cảm động. Một câu chuyện có thật về tình người xảy ra ở Trung Quốc. Câu chuyện này phản ánh đúng sự thật về hiện thực xã hội ngày nay giữa con người và con người. Chiếc xe bus chở đầy hành khách đang bon bon trên con đường đồi. Một thanh niên dáng người thư sinh vẫy tay gọi xe hình như đang vội. Cô lái xe xinh đẹp đạp thắng mở cửa nhẹ nhàng cười nhẹ và nói: anh đi đâu trông anh vội vã, lên xe đi mau ổn định chỗ ngồi. Được một đoạn xe bus phải dừng vì hình như có người đang gặp nạn. Vì tốt bụng nên cô dừng lại nhưng không biết mình là người gặp nạn. Chớ trêu thay cái bọn lưu manh côn đồ độc ác giả danh chi thức hung khí trên tay. Chúng cướp hết tiền bạc trên xe không cần phí sức. Từ người già và trẻ em, thanh niên trai tráng đến cả phụ nữ cũng phải làm ngơ trước hành động của bọn côn đồ tàn độc hung dữ. Tên đầu đàn nhìn ngang nhìn dọc rồi hắn nhìn thẳng vào mặt cô gái. Mọi người trên xe lúc đó đều biết hành động tiếp theo của tên biến thái. Thật bất ngờ sự việc trước mắt cứ diễn ra như một bộ phim. Chúng cưỡng hiếp cô gái tàn bạo, mọi người đáp lại là sự lặng im. Có phải chăng lòng người thối rữa, một phần người thì chính phần con. Mặc cho cô gái gào thét thảm thiết vẫn là sự vô tâm của đám người tí hon. Trong lúc đó thì anh thanh niên thư sinh ra lệnh cho chúng dừng tay. Để trả lời cho câu nói đó, chúng đánh bằng gậy và cả bằng tay. Anh cảm thấy một chút gì đó, cảm thấy nhói ở trong lòng ngực, cảm thấy tức là mình vô dụng khi phải đứng nhìn một cách bất lực. Một giờ sau, ba tên côn đồ thực hiện xong hành vi đồi bại. Bất ngờ thay là cô gái lái xe bình thản lên xe ung dung ngồi lại, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước sự ngỡ ngàng của những hành khách, có ai biết được tận sâu đáy lòng cô gái máu đang rỉ ra tí tách. Anh thanh niên bị đánh bầm dập cũng đã vội vàng leo lên xe, nhưng cửa xe bus đã đóng. Anh gọi cô gái mở cửa hoài mãi không nghe. Này anh kia, anh xuống xe đi. Cô nói thế với người cố giúp mình: tôi cứu cô thì tôi có lỗi. Anh không tin vào mắt của mình, anh đã làm gì để cứu tôi? Cô trợn mắt lạnh lùng và nói: mọi người trên xe đồng ý với cô. Nhìn anh cười với ánh mắt từ chối: tôi trả tiền nên được ở lại. Chàng trai thực sự rất tức giận: anh hãy cút ra khỏi xe đi. Một hành khách tỏ vẻ rất bận, và cuối cùng hành lý của anh đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe bus lại chạy bong bong bỏ lại mình anh chung chân tại chỗ. Sáng hôm sau khi về đến nhà, trong lòng anh vẫn một câu hỏi. Chưa kịp suy nghĩ thì anh hoảng hốt với bài báo cầm trên tay theo dõi. Một tai nạn xe bus bi thảm đã xảy ra ở Phục Hổ Sơn. Nạn nhân là tài xế nữ, hơn chục hành khách khiến anh càng rùng mình hơn. Anh thanh niên kia như chết lặng, không biết anh khóc vì điều gì. Anh khóc vì mình còn sống sót, anh không tin vào phép lạ kỳ. Nếu bạn là cô gái lái xe thì ngay lúc đó bạn sẽ làm sao? Khóc thật nhiều nỗi đau sẽ hết, hay muốn giải thoát về với trời cao? Nếu bạn có mặt trên xe bus, liệu bạn có làm được như anh ta? Liệu lòng dũng cảm có thể xé nát vỏ bọc sợ hãi trong mỗi chúng ta? Chúng ta cần những người như thế để duy trì xã hội bình thường. Đừng ích kỷ vô tâm như thế để còn thấy đâu đó tình thương. Chúng ta cần những người như thế để duy trì xã hội bình thường. Đừng ích kỷ vô tâm như thế để còn thấy đâu đó tình thương. Câu chuyện phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về luật nhân quả. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng tấm lòng, bằng trái tim,